Chào mừng các anh chị nhà đầu tư đã trở lại với kênh đầu tư chứng khoán của mình. Thì về cơ bản với những nhận định theo quan điểm đầu tư cá nhân của mình thì sự trở lại lần 2 của thị trường chung đã có những tín hiệu và diễn biến tích cực hơn về khối lượng thanh khoản cũng như là những cái tin tức tích cực liên tục được bơm ra ngoài thị trường với cái mục đích là có thể ủng hộ được cái tâm lý đầu tư tích cực cho nhà đầu tư. Do vậy thì chúng ta đang xây dựng một cái kịch bản và kỳ vọng thị trường chung của chúng ta sẽ hướng lên đến những ngưỡng mục tiêu target quanh vùng 1.000 điểm đến cái vùng 1.040 điểm. Lần 2 này đã khác rất nhiều so với lần 1. Đó là cái lần mà chúng ta kiểm tra lại cái vùng đỉnh cũ 970, lần 1 hoàn toàn thất bại. Lần 2 với cái sự trở lại của thị trường, chúng ta đã có dấu hiệu break out vượt thoát và hướng lên đến những ngưỡng mục tiêu cao hơn. Lần 2 này chúng ta cũng phải đặc biệt chú ý đến phiên giao dịch ngày 16 tháng 11. Đó là một phiên rũ hàng trong ngắn hạn mà nhà tạo lập đã cố tình tạo ra để có thể là rũ hàng trong ngắn hạn đối với các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ. Rồi sau đó 4 phiên liên tiếp lại là những phiên tăng điểm. Thị trường chung của chúng ta được nhận định vẫn đang được củng cố về cái tâm lý lạc quan và kỳ vọng về một cái khả năng có thể vượt được cái ngưỡng kháng cự 1.000 điểm với khối lượng thanh khoản liên tục được duy trì ở mức tốt. Thống kê trong phiên gần nhất, phiên ngày 20 tháng 11, chúng ta thấy giá trị giao dịch ở mức 9.500 tỷ đồng. Cái khối lượng giao dịch đạt ở mức khớp lệnh là 500 triệu cổ phiếu trên sàn thành phố Hồ Chí Minh. Thì bên cạnh đó thì chúng ta nhận thấy là cái đà tăng này còn được hỗ trợ bởi thông tin từ khối ngoại. Khối ngoại đã có cái dấu hiệu mua ròng trở lại đối với các cổ phiếu tốt, các cổ phiếu được định giá ấn tượng cũng như là các cổ phiếu có vốn hóa lớn nằm trong rổ VN30. Và các chị nhà đầu tư đừng quên nhấn nút đăng ký để có thể nhận những video hỗ trợ mới nhất từ trong kênh chứng khoán của mình. Với các anh chị nhà đầu tư đang sử dụng tài khoản chứng khoán VPS thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0798979648 để có thể được mình hỗ trợ hoàn toàn miễn phí trong room VIP. Khuyến nghị các anh chị các cổ phiếu tốt, các cổ phiếu được định giá và phân tích rõ ràng theo phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, chọn lọc các cổ phiếu tốt nhằm với mục tiêu là gia tăng được cái mức lợi nhuận các anh chị trong quá trình đầu tư. Các anh chị nhà đầu tư chưa có một tài khoản chứng khoán để giao dịch thì có thể đơn giản là kết bạn với mình qua số điện thoại này. Nhắn với mình một cái tin Zalo là tôi muốn mở tài khoản chứng khoán. Về cơ bản các cái thủ tục phía sau sẽ tiếp tục được mình hỗ trợ để các anh chị nhà đầu tư có thể hoàn thành một cách đơn giản nhất. Và chúng ta sẽ cùng nhau nhận định tuần giao dịch từ ngày 16 tháng 11 cho đến ngày 20 tháng 11. Và thông qua ngày kỷ niệm Hiến chương Nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11, mình cũng xin được gửi lời chúc đến các anh chị đầu tư cũng như là các anh chị đồng nghiệp lời chúc sức khỏe cũng như là liên tục thành công trong sự nghiệp trồng người. Đây là cái bức ảnh mà mình chụp chung với lại các anh chị đồng nghiệp, các cái thầy giáo, cô giáo, đồng nghiệp đối với cái cơ quan của mình. Đây nữa các anh chị, đây là một cái bức ảnh mà mình chụp chung với lại các anh chị sinh viên. Đây là mình cũng chụp tương đối lâu rồi, tuy nhiên thì nó sẽ thuộc về cái vấn đề kỷ niệm nên là chúng ta sẽ giữ những cái kỷ niệm này theo cùng đối với chúng ta. Thì mình đứng ở đây nha các anh chị nhà đầu tư. Thì cái trang Facebook của mình cũng có tên là Võ Minh Phụng, để các anh chị nhà đầu tư quan tâm có thể kết bạn để cùng giao lưu đối với mình nha. Thì tiếp theo sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau là phân tích cũng như là nhận định cái kịch bản tiếp theo của tuần từ ngày 23 tháng 11 cho đến ngày 27 tháng 11. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những cái diễn biến chính của thị trường thế giới. Thì đối với thị trường thế giới hiện tại, các anh chị nhìn thấy là đối với cái trang thông tin thống kê thì thị trường châu Âu và châu Á đã có những cái mức tăng điểm đang xen. Mức tăng điểm cũng tương đối là hẹp, các anh chị thấy là chỉ trên tham chiếu một tí, giảm điểm cũng tương đối là thấp, dưới tham chiếu một tí. Về cơ bản thị trường chung của chúng ta đều đang được nhận định là có những cái phiên tăng giảm đang xen, xoay quay tại cái vùng hỗ trợ tích cực. Và các anh chị, để chúng ta có thể phân tích cụ thể hơn thì các anh chị cùng mình là nhìn vào cái biểu đồ kỹ thuật của chỉ số Dow Jones chứng khoán Mỹ. Sau những cái phiên breakout ra khỏi cái vùng kháng cự resistance 28.950 điểm thì thị trường đã có những dấu hiệu vượt thoát, rồi sau đó sẽ là những cái phiên sideway tích lũy và như mình nhận định sẽ là những cái phiên tăng điểm đang sang. Thì về cơ bản thị trường của chứng khoán Mỹ chỉ số Dow Jones vẫn không có gì gọi là tiêu cực. Chúng ta vẫn xác nhận đây là những phiên sideways tăng giảm đang sang để có thể tích lũy và từ đó tạo cái động lực tiếp tục
tăng trưởng lên đối với chỉ số của Dow Jones. Do vậy thì về cơ bản chúng ta nhìn nhận là thị trường thế giới vẫn không có quá điều gì là xấu đến từ việc phân tích kỹ thuật. Chỉ trừ cái trường hợp mà chúng ta đón nhận đến những cái tin tức thật sự là bất ngờ đến từ tình hình Covid-19 hoặc là những cái thông tin gì mà chúng ta không thể nào kiểm soát được á, nó tác động đến tâm lý nhà đầu tư khá lớn, thì như vậy thì chúng ta mới có những cái diễn biến bất ngờ mà thôi. Còn hiện tại thì chúng ta thấy là thị trường vẫn đang khá là tích cực và ủng hộ cho cái xu hướng tăng điểm. Trở lại với thị trường chung của chúng ta thì chúng ta phải cần xác định được cái kịch bản tiếp theo. Đó là cái kịch bản mà ngưỡng mục tiêu của chúng ta hướng đến cái target gần nhất. Và như các anh chị biết là cái target gần nhất của chúng ta hướng sẽ đến cái vùng R2, cái đường R2 ở đây sẽ là quanh cái vùng 1.000 điểm nha. Cái target đầu tiên, target quanh chúng ta sẽ hướng lên đến cái vùng 1.000 điểm đối với chỉ số VN Index. Tiếp theo là cái ngưỡng mục tiêu. Nếu như mà chúng ta vượt được cái ngưỡng 1.000 điểm này thì chúng ta sẽ hướng đến cái ngưỡng mục tiêu nào? Thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ là Fibonacci để chúng ta tìm ra được cái ngưỡng mục tiêu tiếp theo. Các anh chị lưu ý là chúng ta vẫn đang theo một cái mô hình bullish market với cái mô hình tăng giá là bullish flat. Các anh chị lưu ý đây là mô hình tăng giá và chúng ta sẽ sử dụng một cái công cụ để chúng ta có thể tìm và hướng lên đến cái ngưỡng mục tiêu tiếp theo. Và theo cái công cụ chỉ báo kỹ thuật Fibonacci thì chúng ta sẽ hướng đến cái ngưỡng mục tiêu sau khi mà thị trường vượt thoát ra khỏi cái vùng 1.000 điểm, sẽ hướng và kỳ vọng lên đến cái ngưỡng mục tiêu tiếp theo là cái ngưỡng 1.040 điểm. Và về cơ bản theo cái phân tích kỹ thuật mô hình sóng Elliott thì chúng ta vẫn đang trong cái giai đoạn tăng trưởng cái sóng 3 Elliott. Thì các anh chị lưu ý cái sóng 1 là một cái sóng tăng trưởng, tiếp theo đó đây sẽ là cái sóng 3 và kỳ vọng sóng 3 này chúng ta sẽ hướng lên đến ngưỡng mục tiêu là 1.040 điểm, thì sau đó sẽ có những cái phiên điều chỉnh rồi tiếp tục tăng theo cái con sóng 5. Thì đó là cái ngưỡng mục tiêu cũng như là cái kịch bản chung của thị trường mà chúng ta đang hướng đến. Và các anh chị nhà đầu tư lưu ý, khi mà thị trường của chúng ta liên tục được duy trì ở cái mức thanh khoản cao thì những cái khuyến nghị tiếp theo mà mình có thể đưa ra cho các anh chị nhà đầu tư quan tâm và theo dõi kênh đầu tư chứng khoán của mình thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý. Khi mà càng tiến sát về cái mốc 1.000 điểm thì cái áp lực chốt lời sẽ xảy ra càng mạnh hơn, do vậy sẽ có những cái phiên rung lắc, những cái áp lực chốt lời quanh cái giai đoạn 1.000 điểm. Cũng như hiện tại thì về cái hệ thống chỉ báo, cái dòng tiền của chúng ta đang rơi vào cái trạng thái quá mua, do vậy sẽ là những cái rủi ro trong ngắn hạn. Khuyến nghị đối với các anh chị nhà đầu tư, các anh chị nhà đầu tư đã nắm giữ các cổ phiếu tốt thì tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu này, tránh cái tình trạng mà anh chị mở những cái vị thế mua mới cũng như là đảo hàng đối với các cổ phiếu mà các anh chị chưa nắm chắc cái xu hướng tăng trưởng. Và các anh chị liên tục sẵn sàng nắm giữ các cái vị thế các anh chị đã có, chốt lời rằng các cổ phiếu đã đạt được cái mục tiêu ngắn hạn tốt từ 20 đến 30%. Và về cơ bản thì nhận định các hệ thống chỉ báo kỹ thuật vẫn sẽ đẩy cho chúng ta hướng lên đến những mục tiêu target 1.000, 1.080, 1.040 điểm. Tuy nhiên thì trong các áp lực ngắn hạn sẽ có những cái áp lực chốt lời và rung lắc. Khi mà cái biên độ và khối lượng thanh khoản liên tục tăng cao như thế này thì cũng sẽ là những cái rủi ro trong ngắn hạn. Do vậy thì mình mới khuyến nghị các anh chị là hạn chế mở những cái vùng mua mới, những cái vùng mua mới nha. Thì đó là cái vấn đề mà chúng ta có thể phân tích được theo các hệ thống chỉ báo kỹ thuật. Thì chúng ta cần phải nhìn sâu hơn ra một tí, đó là cái vấn đề mà chúng ta phân tích tình hình kinh tế vĩ mô. Các cái số liệu thương mại gần đây thì tháng 10 của Hải quan Việt Nam công bố thì chúng ta cho thấy là cái tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu lần lượt đạt ở cái mức là 12,2% và 9,2% so với cùng kỳ. Như vậy thì thống kê cho thấy nó đã cao hơn so với cái mức độ tăng trưởng bình quân năm 2019. Và do vậy mà chúng ta đặt ra những cái kỳ vọng, những cái dự báo về số liệu trong nửa đầu tháng 11 sẽ có những xu hướng tăng trưởng tích cực. Và theo các nghị quyết hiện tại được Quốc hội thông qua thì Việt Nam của chúng ta sẽ đặt cái mục tiêu về cái nền kinh tế tăng trưởng ở cái mức 6%, chỉ số GDP bình quân đầu người tăng lên khoảng 3.700 đô vào năm 2021. Đồng thời thì hiện tại chính phủ của chúng ta vẫn đang có cái nhiệm vụ là phải kiểm soát được thâm hụt ngân sách trong năm 2021 ở cái mức là khoảng đâu đó 345.000 tỷ đồng nha. Nó tương đương với cái mức là 4% GDP theo cái phương pháp chúng ta gọi là phương pháp tính lại, hay là khoảng 5% GDP theo cái phương pháp tính hiện tại. Trong khi đó thì cái lạm phát chúng ta phải giữ được ở cái mức là 4% cho năm 2021. Những cái thông tin mà
chính phủ của chúng ta liên tục đặt những cái kỳ vọng về phát triển kinh tế. Bên cạnh đó thì chúng ta vẫn phải đảm bảo cái nhiệm vụ là phòng thủ và phòng vệ, đảm bảo duy trì được cái vấn đề tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước ta không quá phức tạp. Thì đó là những cái thông tin sâu hơn về tình hình kinh tế vĩ mô mà chúng ta phải nhìn nhận. Ngoài cái việc phân tích kỹ thuật thì chúng ta vẫn phải đáp ứng được những cái phân tích về tình hình kinh tế chung như vậy để chúng ta có những cái nhìn nhận và những cái kịch bản xu hướng về trung hạn đến cuối năm 2020. Chúng ta chỉ đừng nên là quan sát và nhìn nhận những cái phiên ngắn hạn, một hai phiên nó có giảm điểm, nó tăng điểm hay không, mà các anh chị nhìn rộng ra một tí giúp mình nha. Nhìn nhận ra theo một cái xu hướng trung hạn là chúng ta đang theo cái mô hình tăng giá nào, chúng ta đang theo cái kịch bản tăng giá nào, các hệ thống chỉ báo kỹ thuật đang hướng lên đến những ngưỡng mục tiêu như thế nào, kết hợp với cái nền phân tích kinh tế vĩ mô của chúng ta có đặc sắc, có ấn tượng hay không, đầu tư công có liên tục đổ dồn vào hay không, dòng tiền có đổ dồn vào chứng khoán hay không, để chúng ta kỳ vọng một cái mức dài hơn. Chúng ta sẽ nhìn rộng ra chứ không phải là một hai phiên nó tăng giảm mà chúng ta lo lắng là có đó điều đó mà chúng ta không nên trong quá trình đầu tư chứng khoán. Đó, đó là những cái thông tin chung mà mình xin được gửi đến các anh chị nhà đầu tư đối với tình hình thị trường chung. Thì sau đây chúng ta sẽ cụ thể và chi tiết hơn đối với 30 cổ phiếu nằm trong rổ VN30. Đầu tiên chúng ta đến với cổ phiếu của ngân hàng BIDV. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại của ngân hàng BIDV, các hệ thống chỉ báo kỹ thuật mình nhấn lại là MACD, Stock Exchange, Bravosa và tín hiệu dòng tiền hiện tại đang cho thấy cái dấu hiệu tăng trưởng hồi phục về mặt ngắn hạn đối với cổ phiếu ngân hàng BIDV. Về cơ bản, BIDV vẫn đang trong một cái kênh sideways trong trung hạn. Do vậy thì chúng ta sẽ kỳ vọng một cái nhịp tăng trưởng theo cái hướng mũi tên mà mình đã xây dựng cái kịch bản này. Đến cái ngưỡng target gần nhất sẽ là cái vùng 42.0 đối với cổ phiếu BIDV trong ngắn hạn. Về cơ bản, BIDV cần phải vượt thoát mạnh ra khỏi vùng resistance kháng cự 43.5 thì chúng ta mới xây dựng nên một cái kịch bản vượt thoát và tăng trưởng trong trung hạn. Hiện tại trung hạn vẫn còn đang là kênh sideways đi ngang. Do vậy các anh chị lưu ý, các anh chị có hàng ngắn hạn thì các anh chị cần thoát hàng ra đúng những cái ngưỡng mục tiêu. Còn trung hạn thì anh kỳ vọng á, thì nó cần phải vượt thoát ra được những cái vùng kháng cự resistance thì chúng ta mới kỳ vọng một cái mục tiêu tăng hơn nha các anh chị. Cái phiên gần đây nhất thì anh chị thấy BIDV tăng điểm 1,8-1,9%, hiện tại đang đóng cửa ở cái mức là 41.2%. Tín hiệu dòng tiền vẫn đang tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên thì khối lượng và thanh khoản vẫn chưa cho thấy cái sự đồng thuận tăng trưởng trở lại để cho có cái dấu hiệu vượt thoát. Do vậy thì mình mới đặt cái kỳ vọng, cái mục tiêu target gần nhất đối với BIDV là quanh cái vùng R1, đó là quanh cái vùng 42.0 đối với cổ phiếu ngân hàng BIDV. Còn về cái giá trị nội tại của BIDV á, thì theo cái bản định giá cổ phiếu của mình thì về cơ bản mình định giá cổ phiếu BIDV không cao về cái mức định giá này. Khả năng sinh lời cũng như sức khỏe tài chính nó cũng không có ấn tượng cho cái mục tiêu tăng trưởng này. Do vậy thì mình cũng không có cái quan điểm đầu tư cá nhân của mình thôi. Tức là mình không có đầu tư vào BIDV mà mình đầu tư vào các cổ phiếu khác tích cực hơn trong dòng bank. Các anh chị lưu ý nó, ví dụ như ACB này. ACB nó tăng trưởng khá là tích cực mà tại sao chúng ta không đầu tư, chúng ta không nắm giữ những cổ phiếu tăng trưởng tốt như thế này. Đó, đó là một vấn đề mà chúng ta chọn lọc được các cổ phiếu tốt thì nó sẽ tăng trưởng cũng như là nó đảm bảo được cái mức lợi nhuận của chúng ta nhiều hơn nha. Tiếp theo là cổ phiếu CTG. CTG cũng như vậy, các anh chị thấy là một cái trend xu hướng tăng trưởng sideways uptrend theo một cái kênh tăng trưởng tốt. Hiện tại giá cổ phiếu của CTG là 33.2. Nó đã có cái dấu hiệu vượt cái vùng đỉnh ngắn hạn ngày 20 tháng 10 đã tạo lập, đó là quanh vùng đỉnh 32.5. Những cái phiên gần đây là những cái phiên dấu hiệu vượt thoát. Và cái dấu hiệu mà vượt thoát ra khỏi cái vùng đỉnh gần nhất như thế này sẽ là những cái vùng khá là tích cực đối với cổ phiếu của CTG, cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. Và các anh chị lưu ý, đối với các anh chị đang nắm giữ cổ phiếu CTG, tiếp tục nắm giữ đối với mình. Cái tình huống xấu nhất khi mà kịch bản có những dấu hiệu điều chỉnh vượt thoát và bị đánh gãy khỏi cái vùng support 32.5 thì các anh chị mới cân nhắc thoát hàng 40%. Hiện tại vẫn chưa gãy cổ phiếu, vẫn chưa gãy về cái trend xu hướng tăng trưởng kỹ thuật, nên là các anh chị tiếp tục nắm giữ nha. Chỉ khi nào nó bị thủng khỏi cái vùng support 32.5 thì chúng ta giảm 40% tỷ trọng để chúng ta tiếp tục trong một cái dấu hiệu quan sát tiếp theo đối với CTG. CTG này, rồi ACB, rồi MB Bank là một trong những cổ phiếu có cái tín hiệu tăng trưởng tốt và theo cái kịch bản phân tích kỹ thuật thì nó vẫn đang tương đối ấn tượng nha các anh chị nhà đầu tư. Và các anh chị đang kỳ vọng cái ngưỡng mục tiêu tiếp theo của CTG như thế nào? Cái kỳ vọng của CTG như thế này, các anh chị, nó đang bám theo một cái channel, cái kênh tăng trưởng. Do vậy thì nó sẽ gặp đâu đó những cái vùng
dao động quanh cái ngưỡng là 34, ngưỡng giá 34. Nếu như mà vượt thoát mạnh ra ngưỡng 34 này, chúng ta sẽ cùng nhau hướng đến cái ngưỡng target gần nhất đối với cổ phiếu của STG sẽ là ngưỡng 35.3, 35.3. Đó là ngưỡng mục tiêu chúng ta thiết lập theo cái phân tích kỹ thuật chỉ báo Fibonacci. Đó nha các anh chị, tín hiệu dòng tiền vẫn đang ủng hộ. Tuy là đã có cái dấu hiệu phá mua, do vậy sẽ có những cái nhịp rung lắc áp lực chốt lời trong ngắn hạn. Exim Bank. Exim Bank thì nó sẽ quay đi ngang thôi, không hiệu quả trong các vấn đề lướt sóng nên là chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua, không phân tích. FPT. FPT thì cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại đang tốt này, những phiên gần đây có dấu hiệu break ra khỏi cái vùng 54.3. Nhưng mình đã giới thiệu các anh chị rất lâu, đó là cái bảng định giá FPT mà mình làm đó. Cổ phiếu này đạt cái mức điểm định giá là 9 trên 10 điểm mà ít cổ phiếu nào có thể đạt được như FPT, các anh chị lưu ý. FPT có thể là nó sẽ tăng điểm khá là thấp trong ngắn hạn. Tuy nhiên thì việc kỳ vọng các anh chị giữ về trung và dài hạn thì nó sẽ tạo ra được một cho các anh chị một cái mức lợi nhuận xứng đáng nha. Ít nhất là nó phải cao hơn từ 10 đến 15% so với cái vấn đề các anh chị gửi ngân hàng với cái lãi suất là khoảng 6-7% trong một năm. Tất nhiên là các anh chị đầu tư vào FPT trong dài hạn nó sẽ cao hơn với cái việc gửi ngân hàng là cái vấn đề chắc chắn. Và giờ chúng ta sẽ phân tích kỹ thuật trong ngắn hạn. Các hệ thống chỉ báo kỹ thuật vẫn đang cho kịch bản tăng trưởng, vẫn đang cho tục cái kịch bản tăng trưởng trong ngắn hạn đối với FPT. Và do vậy thì Fibonacci sẽ cho chúng ta cái vùng target 1 quanh cái vùng 257.1 đối với cổ phiếu FPT. Dòng tiền vẫn đang tích cực và có cái dấu hiệu vượt thoát ở đây sẽ là những cái cơ hội để các anh chị tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này. Và đối với cổ phiếu FPT thì mình không khuyến nghị là các anh chị nên mở những cái vùng mua mới quanh vùng giá 55 này, mà chỉ khuyến nghị các anh chị đã nắm giữ cổ phiếu ở những cái vùng mà báo vùng mua an toàn quanh cái vùng 50 mình đã có báo các anh chị á, đến thời điểm này nó có mức sinh lợi cũng tương đối thấp thôi, ví dụ như 8 đến 10% á, thì về cơ bản các anh chị tiếp tục nắm giữ cái cổ phiếu này nha. Tại vì cơ bản chúng ta vẫn chưa có cái vùng mua mới, cái mảng dịch vụ công nghệ thông tin trong nước của FPT và quảng cáo trực tuyến vẫn đang bị ảnh hưởng tiêu cực do cái tình hình dịch bệnh Covid-19. Các cái doanh nghiệp trong nước vẫn đang cắt giảm chỉ tiêu đối với công nghệ thông tin và giảm ngân sách do cho cái hoạt động của chúng ta, hoạt động quảng cáo, quảng bá trong cái giai đoạn này. Thậm chí thì cái mảng công nghệ thông tin trong nước gần như vẫn chưa cho thấy cái sự tăng trưởng doanh thu trong tháng trong 3 năm trở lại đây, mặc dù là cái tỷ suất lợi nhuận trước thuế nó có sự cải thiện nhưng vẫn đang ở cái mức thấp nha. Và chúng ta vẫn đang kỳ vọng vào cái mảng dịch vụ viễn thông của FPT sẽ duy trì được cái đà tăng trưởng doanh thu hiện có. Nhờ vào cái trong ngắn hạn thì chúng ta kỳ vọng cái mảng này nó sẽ được hưởng lợi do cái nhu cầu đối với cái tình hình là băng thông internet cũng như là các sản phẩm nội dung trực tuyến tăng do cái giãn cách xã hội nha. Còn FPT vẫn được dự kiến sẽ tiếp tục nâng cấp cái cơ sở hạ tầng cáp quang ở các khu vực vùng xa trung tâm để có thể phần nào mở rộng được cái vùng phủ sóng, để có thể chúng ta kỳ vọng với một cái vấn đề phát triển thuê bao mới thì chúng ta mới kỳ vọng được cái đà tăng trưởng doanh thu hiện có mà thôi. Do vậy thì với cái mức giá 55 này thì về cơ bản nó đang gần đạt được và chạm cái ngưỡng định giá trong năm 2020 này, thì mình không khuyến nghị mua mới, mình chỉ khuyến nghị các anh chị đang có cổ phiếu FPT tiếp tục nắm giữ giúp mình nha, tiếp tục nắm giữ để chúng ta kỳ vọng nó có kéo lên được cái ngưỡng 56-57 phía bên trên này không, đó là cái kỳ vọng tiếp theo của FPT mà chúng ta đặt ra mà thôi. Gas. GAT, các anh chị nhà đầu tư cũng như là các anh chị trong room mình đã nắm giữ cổ phiếu GAT này và liên tục tăng điểm cho cái mức sinh lợi các anh chị đến 12-10% chỉ trong vòng là 3-4 phiên mà thôi. Các anh chị thấy là đến cái vùng 81.8 và cái vùng 82 F gas đã có dấu hiệu chững lại khi mà nó đang gặp cái vùng kháng cự cơ bản, sẽ đang gặp cái vùng resistance cơ bản, do vậy nó sẽ có những cái nhịp tích lũy tại đây nha. Cái kịch bản mà gọi là cái bản xấu nhất hiện tại mà chúng ta xác đến là nó sẽ lùi về test cung lại quanh cái vùng 80 rồi lại tiếp tục bật lên, hoặc là cái kịch bản cơ sở là nó sẽ tiếp tục xoay quay và giữ điểm quanh cái vùng 81x tại đây nha. Cái kịch bản của gas thì cái tín hiệu kỹ thuật vẫn đang cho cái tín hiệu tăng trưởng, do vậy chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ được đối với gas để chúng ta kỳ vọng những cái ngưỡng mục tiêu cao hơn, hướng lên đến những ngưỡng mục tiêu ví dụ như 84-85 phía bên trên này đối với cổ phiếu gas nha. Đây là cổ phiếu gas sau khi mà nó đã có một trong những cái nền tích lũy khá là lâu từ cái khu vực tháng 6 năm 2020 á, nó đã tạo nên một cái mô hình giá là bullish rectangle và
hiện tại đang chỉ là bước đầu của dấu hiệu vượt thoát. Do vậy chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ để chúng ta kỳ vọng đạt được những cái ngưỡng mục tiêu cao hơn. Mình sẽ dời cái ngưỡng support đối với các anh chị đang nắm giữ cổ phiếu khác, cổ phiếu gas sẽ là quanh cái vùng 80.0. Nếu như tình trạng của cổ phiếu gas không bị thủng vùng này thì về cơ bản trong ngắn hạn các anh chị vẫn tiếp tục nắm giữ cho mình để kỳ vọng những cái target mục tiêu cao hơn đối với cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí này nha anh chị. HDBank thì vẫn đang tạo cái kênh sideways. Tuy nhiên thì để HDBank có thể tích cực hơn phần nào và chúng ta có thể tiếp tục tin tưởng và kỳ vọng một cái kịch bản tươi sáng hơn đối với HDBank thì lưu ý chúng ta cần phải để ý cổ phiếu HDBank vượt qua được vùng 26.1 để từ đó làm sao chúng ta mới kỳ vọng là mua thêm hay không. Còn hiện tại nó chỉ đang trong kênh sideways. Tín hiệu dòng tiền đang có những cái áp lực chốt lời trong ngắn hạn nha. Áp lực chốt lời trong ngắn hạn. Do vậy chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi đối với cổ phiếu HDBank. Các anh chị đang có cổ phiếu này thì tiếp tục nắm giữ giúp mình nha. Và khi thị trường tích cực hơn và HDBank vượt thoát khỏi vùng 26.1 thì các anh chị lưu ý là cân nhắc mua mở rộng thêm tăng cường đối với cổ phiếu HDBank, hạn chế cái tình trạng mua mới trong những cái giai đoạn khi mà thị trường chung sẽ chạm vào cái vùng đỉnh kháng cự gần là vùng 1.000 điểm chúng ta đang hướng đến nha các anh chị nhà đầu tư. Hệ thống chỉ báo kỹ thuật thì vẫn đang cho cái dấu hiệu điều chỉnh sideways đối với HDBank chưa? HDBank thôi, chưa có dấu hiệu tăng điểm tích cực trở lại nha. Do vậy thì vùng này chúng ta quan sát, nắm giữ cổ phiếu, hạn chế mua mới, mở mua mới. Hòa Phát thì rõ ràng là một siêu cổ phiếu rồi. Cổ phiếu Hòa Phát thì mình liên tục nhận định và hô các cái nhà đầu tư trong room của mình là mua gom cổ phiếu Hòa Phát với những cái nhịp tích lũy tạo ra những cái nền khá là ấn tượng, rất là cơ bản, rất là base đối với cổ phiếu của Hòa Phát. Do vậy thì chúng ta vẫn nhìn nhận cái ngưỡng mục tiêu của Hòa Phát như sau. Ngưỡng mục tiêu target get one nó đã đạt được quanh cái vùng 35.5. Và thông thường thì chạm vào những cái ngưỡng mục tiêu target one và vùng kháng cự như thế này nó sẽ có những cái phiên điều chỉnh dao động cũng như là tích lũy xoay quay quanh cái vùng 35x nha, vùng 35x. Thì khi mà tích lũy tốt và dòng tiền ấn tượng, xu hướng dòng tiền và tin tức tích cực liên tục đẩy ra sẽ tác động đến tâm lý nhà đầu tư và từ đó chúng ta mới đặt một kỳ vọng target 2 quanh cái vùng 39 đối với cổ phiếu Hòa Phát. Hệ thống và các xu hướng chỉ báo kỹ thuật vẫn đang cho cái xu hướng tăng trưởng ngắn hạn này, chưa có dấu hiệu điều chỉnh. Do vậy, các anh chị nhà đầu tư nắm giữ Hòa Phát vẫn tiếp tục nắm giữ cho mình, điều chỉnh cái mức cut loss quanh cái vùng 34.8 đối với cổ phiếu Hòa Phát trong ngắn hạn ạ. KDH có một phiên bùng nổ về khối lượng nha, một phiên bùng nổ về khối lượng trong cái phiên ngày 20 tháng 11 với mức tăng trần 6,87%. Do vậy thì chúng ta có kỳ vọng được KDH tăng trưởng hay không? Thì đối với KDH thì mình cũng đã có một lần là khuyến nghị các anh chị nhà đầu tư mở mua đối với những cái vùng từ vùng 24x phía bên dưới này. Thì một vài các anh chị nhà đầu tư cũng có tham gia KDH và hôm nay thì nó đã có một cái phiên bùng nổ tăng trần trong cái phiên ngày 20 tháng 11 này, 20 tháng 11 này. Và cái kỳ vọng này chúng ta sẽ cùng nhau quan sát follow tiếp theo để chúng ta có thể xác nhận là có nên tăng cường thêm KDH hay không. Tại vì những cái phiên bùng nổ như thế này mà nó không được sự hỗ trợ đến từ khối lượng thanh khoản thì sẽ có những cái nhịp retest lại nha. Test cung lại quanh những cái vùng sát cái vùng 25x này rồi từ đó mới bật lên. Cái kịch bản chúng ta vẫn hướng đến KDH theo một cái xu hướng bùng nổ này á sẽ là cái target quanh gần nhất quanh vùng 27.1 đối với cổ phiếu của KDH. Đó là cái xu hướng phân tích kỹ thuật. Còn về KDH nó có tốt hay không thì chúng ta phải nhìn sâu về cái mặt nội tại của doanh nghiệp. Lưu ý đây là cũng là một cổ phiếu tốt về cái khả năng sinh lời. Các anh chị biết là cái khả năng sinh lời chúng ta đánh giá theo các cái thông tin về chỉ số biên lợi nhuận, cái chỉ số lợi nhuận trên tổng tài sản, lợi nhuận trên doanh thu cũng như là cái lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Mà khi đánh giá về cái khả năng sinh lời của doanh nghiệp, chúng ta phải xem xét đầy đủ là cái biên lợi nhuận gộp chẳng hạn. Đó là cái tỷ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu, nó sẽ cho biết được doanh nghiệp thu được bao nhiêu lợi nhuận trên mỗi đồng doanh thu từ cái hoạt động kinh doanh cốt lõi. Hoặc là cái chỉ số vốn lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu chẳng hạn, nó sẽ cho thấy là một đồng vốn chủ sở hữu sinh ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Đó là cái chỉ số là Return on Equity. Nó càng cao thì sẽ chứng tỏ được một cái điều là doanh nghiệp, ở đây là KDH, có sử dụng hiệu quả vốn đầu tư của cổ đông hay không để tạo ra được những cái mức lợi nhuận xứng đáng và giúp cho nhà đầu tư kỳ vọng một cái hướng tăng trưởng tốt hơn hay không nha. Đây là một cổ phiếu mà đã tạo được cái nền tích lũy khá là lâu
khá là ấn tượng. Mô hình hiện tại nó đang xây dựng là mô hình bullish rectangle. Do vậy chúng ta kỳ vọng những cái nhịp điều chỉnh ấn tượng và giữ được cái khối lượng thanh khoản tốt, kết hợp với cái tâm lý nhà đầu tư, chúng ta hoàn toàn có thể mua thêm tăng cường đối với KDH với những cái nhịp đánh này nha. Chúng ta phải liên tục follow theo thị trường để chúng ta có những cái nhịp đánh phù hợp nhất có thể. Đó là KDH. Rồi, tiếp theo sau đây sẽ là MBBank. MBBank thì các anh chị thấy là phân tích kỹ thuật nó tương đối đúng khi mà nó chạm vào cái kênh kháng cự. Kênh kháng cự R2, resistance 2 này quanh cái vùng giá 20.0. Thì chạm vào cái vùng kháng cự thì ít hay nhiều sẽ có những cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn này chúng ta sẽ kỳ vọng đến cái vùng nào? Đây là cái vùng mà chúng ta sẽ kỳ vọng cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể quay về cái vùng 19.0 test cung lại rồi chúng ta sẽ kỳ vọng một cái nhịp bật trở lại. Đó là cái xu hướng của cổ phiếu ngân hàng quân đội MBBank. Tín hiệu dòng tiền đang có dấu hiệu điều chỉnh khi mà rơi vào cái vùng quá mua nha. Cái vùng quá mua ở đâu các anh chị nhìn ở đây này, đó sẽ là cái vùng 19.8, gọi là cái vùng overbought, đó là cái vùng quá mua của MBBank. Tuy nhiên thì cái xu hướng này vẫn chưa quá xấu, vẫn là chỉ là một cái xu hướng test cung mà thôi. Các anh chị nắm giữ về trung hạn á, vẫn tiếp tục nắm giữ cho mình nha. Còn về ngắn hạn, các anh chị có thể canh mua giải ngân quanh những cái nhịp hỗ trợ, quanh cái vùng support very strong, quanh cái vùng 18x ở đây thì nó sẽ cơ bản an toàn hơn cho các anh chị nhà đầu tư tham gia mở mua mới đối với MBBank. Còn đang nắm giữ về ngắn hạn thì các anh chị tiếp tục nắm giữ, trung hạn vẫn tiếp tục nắm giữ nha. Nhiệm vụ ở đây sẽ test cung về cái vùng hỗ trợ 19.0 để chúng ta tiếp tục quan sát và có những cái kịch bản tiếp theo đối với cổ phiếu này. Tiếp theo là Masan. Masan thì cái nhịp này đã bắt đầu có tín hiệu xấu dần đi. Anh chị thấy là tạo nên một cái mô hình đỉnh và có những cái tín hiệu điều chỉnh theo cái xu hướng mũi tên mà mình đã dự đoán cái kịch bản này. Và các anh chị lưu ý là cái vùng hỗ trợ, cái chốt chặn cuối cùng đối với Masan sẽ là cái vùng 82.0 nha. Đây là cái vùng support very strong. Và nếu như nó bị gãy luôn cái vùng này thì cân nhắc anh chị đã mua theo một cái xu hướng trung hạn thì các anh chị cũng nên chốt lời bớt đi, hoặc là thoát hàng hẳn và chúng ta cơ cấu sang những cổ phiếu đang đón nhận xu hướng dòng tiền tốt hơn. Thì đó là cái kịch bản xấu, khi mà gãy cái vùng 82.0 thì sẽ là một cái kịch bản gãy kỹ thuật tương đối xấu đối với Masan, lùi về để test lại những cái vùng hỗ trợ thấp hơn nha. Đó là cái tín hiệu dòng tiền, chúng ta thấy là cái lượng cung hiện tại đang quá dồi dào mà cái lực cầu lại không đủ cái khả năng hấp thụ. Do vậy thì cái nhịp này chúng ta phải tiếp tục quan sát. Tình huống xấu nhất thủng 82.0 thì chúng ta phải thoát hàng đối với cổ phiếu Masan nha. Thì về cơ bản các anh chị mua nắm giữ Masan theo cái nhịp trung hạn thì đến thời điểm này cũng đã có mức sinh lợi 40-50% rồi. Chúng ta thấy là như vậy là thỏa mãn được trong một cái xu hướng đầu tư. Một năm chúng ta gửi ngân hàng được lãi suất 6-7% mà chúng ta giữ Masan chỉ trong vòng vài tháng đã có mức sinh lợi 40-50%, như vậy là thỏa mãn rồi. Chúng ta nên thỏa mãn với những gì chúng ta đầu tư và thị trường chứng khoán đem lại cho chúng ta. Chúng ta đừng nên quá là cầu toàn, quá là cái vấn đề là chúng ta mua được đáy và chúng ta bán được đỉnh nha. Vấn đề đó rất là khó xảy ra trong quá trình đầu tư chứng khoán. Chứng khoán là một cái quá trình mà chúng ta kiên trì, chúng ta đầu tư trong dài hạn chứ không phải một sớm một chiều, một hai ngày mà chúng ta đạt được cái mức lợi nhuận nha các anh chị. Rồi, tiếp theo là thế giới di động. Thế giới di động đang trong cái nhịp sideway. Khả năng thì nó có thể là quay trở lại test cung và sideway. Phiên tăng phiên giảm đang xen quanh cái vùng 110x đối với cổ phiếu của thế giới di động. Kỳ vọng này thế giới di động có còn tăng được hay không? Thì hiện tại các hệ thống chỉ báo kỹ thuật đang cho trạng thái sideway, phân vân 50-50. Do vậy thì cái nhịp sideway tích lũy là chủ yếu. Cái vùng support hỗ trợ đối với thế giới di động sẽ là cái vùng 108.5. Do vậy thì về cơ bản các anh chị vẫn đang tiếp tục nắm giữ, thì vẫn đang tiếp tục nắm giữ để chúng ta quan sát cái xu hướng này của thế giới di động mà thôi. Vẫn chưa vội để chúng ta gọi là cái tín hiệu gì quá xấu hoặc là điều chỉnh ngắn hạn đối với thế giới di động cả. Chỉ khi nào mà nó thoát ra khỏi cái vùng hỗ trợ này, đây các anh chị, vùng 108.5 á, thì chúng ta mới cân nhắc cái việc thoát hàng ra đối với cổ phiếu thế giới di động mà thôi. Hiện tại chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ nha. Cái kỳ vọng, cái target quanh thì nó đã đang đạt được, đó là quanh cái vùng 112 rồi. Những cái tín hiệu nào mà nó tốt, nó vượt ra khỏi cái vùng 112 thì chúng ta hướng đến cái kịch bản mục tiêu kỳ vọng quanh cái ngưỡng R2. Đó là cái target true quanh cái vùng 119.3 đối với cổ phiếu của thế giới di động ạ.
Novaland. Novaland thì cái nhịp này nó đang tích lũy ở cái vùng đáy. Tuy nhiên thì nó xấu nha, nó xấu và nó sẽ ghim vốn nếu chúng ta lướt sóng về ngắn hạn. Do vậy thì cổ phiếu này chúng ta tạm thời là xét lại, quan sát nha, không mở mua cũng như là không duy trì cái vùng mở mua mới đối với cổ phiếu của Novaland. Chúng ta hiện tại đang đặt cái trạng thái là quan sát đối với cổ phiếu của Novaland. BLX nè. BLX thì có tích cực hay chưa? Thì BLX thực sự á, thì nó chỉ đang bước vào cái giai đoạn sideways, bước vào cái giai đoạn sideways của cái hộp đa vát. Các anh chị lưu ý là cái cạnh dưới sẽ là cái vùng 49.6, cái cạnh trên sẽ là cái vùng 52.6. Do vậy thì về cơ bản BLX vẫn đang lọt vào cái hộp đa vát này để dao động và tích lũy sideways trong ngắn hạn mà thôi. Các anh chị đang nắm giữ cổ phiếu trong ngắn hạn thì tiếp tục nắm giữ, thì vẫn chưa có dấu hiệu tín hiệu đảo chiều. Do vậy chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ để chúng ta quan sát. Với những cái kỳ vọng, cái nhịp quanh cái hộp đa vát này thì chúng ta kỳ vọng là nó sẽ hướng cái ngưỡng mục tiêu khoảng cái vùng 52 mà thôi. À, cái vùng 52 đối với BLX. Đây là cổ phiếu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Thì đối với xăng dầu thì chúng ta thấy những cổ phiếu nó tích cực hơn BLX. Ví dụ như BVD này, rồi BVS, ví dụ BVS. Nè, cái biểu đồ kỹ thuật nó tốt hơn, nó tích cực hơn. Tốt hơn và tích cực hơn. BVD nó cũng tích cực này chẳng hạn. Này, BVD. Đây các anh chị, đây BVD thì nó vẫn tích cực, BVD BVS nó tích cực hơn so với BLX nha. Thì các anh chị có đang nắm giữ BVD BVX thì các anh chị tiếp tục nắm giữ thôi, để chúng ta kỳ vọng một cái trong những cái ngưỡng mục tiêu cao hơn theo cái xu hướng tăng trưởng này của cái dòng dầu phí. Benzy ạ. Benzy thì vẫn đang cái nhịp tích lũy, và anh chị lưu ý là cổ phiếu Benzy các anh chị cân nhắc là các anh chị tương đối nắm giữ Benzy theo cái nhịp trung hạn đến cuối năm 2020. À, thì cơ bản nó sẽ ổn hơn đối với các anh chị lướt sóng. Nếu anh chị mà đặt cái mục tiêu lướt sóng và kỳ vọng vào BNG quá nhiều thì nó sẽ không mang lại cái tính chất hiệu quả cho các anh chị, mà nó chỉ phù hợp đối với anh chị là lướt sóng, nắm giữ trung hạn đến cuối năm 2020 với những cái lợi thế mà chúng ta nhìn nhận đến cái lợi thế cuối năm 2020. Thì BNG vẫn là một trong những cái doanh nghiệp có được cái lợi thế cạnh tranh tuyệt vời trong ngành. Và cái thời điểm cuối năm 2020 này sẽ là một trong những cái cơ hội tuyệt vời để chúng ta có thể tích lũy cổ phiếu Benji cho cái lối đánh trung và dài hạn, cho cái mục tiêu dài hạn tối thiểu là 2 năm, 1 đến 2 năm. Như đã với những cái khẳng định, những cái bản định giá của mình đối với cổ phiếu Benji thì cái vùng giá 73 này vẫn đang thấp hơn so với cái giá trị thực nha. Tuy nhiên thì nắm giữ không phải là chúng ta phải mua ngay, mà chúng ta phải nên cẩn trọng để theo dõi tình hình dịch bệnh chẳng hạn, để chắc chắn rằng chúng ta phải không phải cắt lỗ ở những cái nhịp mà chúng ta mua sai thời điểm vùng đỉnh nha. Do vậy khuyến nghị BNG hiện tại thì chúng ta vẫn đặt cái tình trạng quan sát lên hàng đầu với cái mức xác suất là 60% quan sát. BNG chúng ta sẽ có cái ngưỡng hỗ trợ quanh cái vùng 72.5. Các anh chị đang có cổ phiếu tiếp tục nắm giữ, chỉ khi nào thủng cái vùng 72.5 thì chúng ta xem xét việc giảm tỷ trọng thoát hàng đối với Benji. Hiện tại chúng ta vẫn đang tiếp tục nắm giữ. Benji đang gặp khó tại ngưỡng mục tiêu target quanh quanh cái vùng 74.5 mà thôi nha. Còn khi nào mà nó sáng lạng, nó thoát ra khỏi thì chúng ta hướng cái ngưỡng mục tiêu tiếp theo sẽ là cái vùng 79.6 đối với cổ phiếu Benji. Bao ạ. Bao thì mình vẫn không kỳ vọng và đánh giá cái nhịp đánh ngắn đối với cổ phiếu bao nha. Các anh chị thấy là chủ yếu là nó sideways và nó đang trong cái trạng thái mà dò đáy cũng như là tích lũy nền là nhiều hơn. Do vậy thì vẫn chưa có dấu hiệu vượt thoát. Do vậy thì kỳ vọng cái mục tiêu tăng giá trong ngắn hạn hiện tại nó vẫn chưa đạt cái kỳ vọng tốt đối với mình đối với cổ phiếu của bao. Do vậy thì khuyến nghị trung lập đối với bao, đặt cái mục tiêu quan sát nhiều hơn nha, không mở mua mới đối với cổ phiếu bao. Ri. Ri thì nó vẫn đang trong cái giai đoạn tăng trưởng tốt nha. Ri thì vẫn đang còn cái mục tiêu tăng trưởng này. Phân tích kỹ thuật thì cổ phiếu đang dần lấy lại xu hướng dòng tiền, tạo ra một cái nền tích lũy cực kỳ ấn tượng, một cái nền tích lũy support base quanh cái vùng 43.7 cho đến cái vùng 44.5. Hiện tại nó vẫn đang giữ được cái xu hướng tích cực này. Và đối với Ri thì chúng ta sẽ kỳ vọng là giữ trung hạn đến cuối năm 2020 nha, giữ trung hạn đến cuối năm 2020. Thì nửa cuối năm 2020 thì mình sẽ kỳ vọng là cái lợi nhuận của cổ phiếu Ri, cổ phiếu của cơ điện lạnh nó sẽ được cải thiện hơn. Đến từ đầu đến cái từ cái sự hồi phục trong cái kết quả kinh doanh của nhóm thủy điện. Khi mà Việt Nam của chúng ta đã bước vào cái mùa mưa với cái lượng mưa bắt đầu nhiều hơn từ tháng 8 rồi,
từ tháng 8 rồi. Và những giá trị định giá doanh nghiệp của RE vẫn đang cho những cái tín hiệu tích cực, tức là cổ phiếu vẫn đang rẻ hơn so với giá trị thực. Xét về cái sức khỏe tài chính của RE thì các anh chị cân nhắc thấy là thông thường thì cái sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp, đặc biệt ở đây chúng ta sang xét đến cổ phiếu của cơ điện lạnh, cổ phiếu RE á, thì sẽ được hé lộ thông qua cái việc phân tích các khoản mục của bản cân đối kế toán nha. Đặc biệt là các khoản mục liên quan đến nợ vay. Trong đó các vấn đề sau đây thường được quan tâm nhất, đó là cái doanh nghiệp có cái cơ cấu vốn cân đối hay không, cái mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính, cái mức độ vay nợ hiện tại đang như thế nào. Nó sẽ thể hiện thông qua cái tỷ lệ gọi là nợ trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này nha. Và cái tỷ lệ này càng cao thì cho thấy là doanh nghiệp sử dụng vốn vay quá nhiều so với vốn chủ sở hữu. Vì vậy thông thường chúng ta sẽ có những cái vấn đề không hay xảy ra. Nếu như mà doanh nghiệp có thể sẽ gặp khó khăn trong cái quá trình cái việc đáp ứng vay nợ á, thì thông thường thì cái tỷ lệ này nó sẽ nhỏ hơn một, thì sẽ cho thấy được cái doanh nghiệp có cơ cấu vốn cân đối hơn nha. Cái tỷ lệ này giảm dần qua các năm cũng cho thấy cái xu hướng nó tích cực hơn, và RE đang đạt được cái điều đó. Tuy là cổ phiếu RE liên tục tăng cao, tuy nhiên thì định giá so với cái giá trị thực thì nó vẫn còn rẻ hơn so với cái giá trị thực. Do vậy chúng ta vẫn sẽ kỳ vọng cái nhịp tăng này của RE hướng đến cái target gần nhất. Chúng ta hướng đến cái kỳ vọng sẽ là cái vùng 46.0 nha. 46.0 mình sẽ nốt cái chú thích ở đây. Cái target tức là cái ngưỡng mục tiêu kỳ vọng sẽ là cái vùng 46.0 đối với cổ phiếu RE nha các anh chị. Tín hiệu dòng tiền vẫn đang tăng. Hệ thống chỉ báo kỹ thuật vẫn đang ủng hộ cho một xu hướng tăng trưởng để hướng mục tiêu này. Do vậy chúng ta sẽ kỳ vọng ngắn hạn đối với RE là như vậy. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục follow và phân tích những cái hướng đi tiếp theo của RE. ROS. Thôi, ROS thì chúng ta không phân tích nha. SAB. SAB thì tạo một cái nền tích lũy, và đang có cái dấu hiệu break ra. Tuy nhiên thì chưa phải là cái dấu hiệu break thực sự nha. Cái vấn đề cái dấu hiệu break thực sự và chúng ta phải ghi nhận đối với SAB sẽ là cái vùng 195.5. Nó cần phải thoát ra cái vùng này thì chúng ta mới cân nhắc lại cái việc mở mua tăng cường, mở mua thêm đối với cổ phiếu của SAB mà thôi. Hiện tại chúng ta vẫn đang đặt cái giai đoạn là mua thăm dò hoặc là quan sát đối với cổ phiếu SAB. Khi mà nó vượt thoát ra khỏi cái vùng 195 thì chúng ta mới kỳ vọng cái target mục tiêu lên đến cái vùng 200 điểm, đối 200 ngàn trên một cổ phiếu đối với cổ phiếu của bia rượu nước giải khát Sài Gòn nha các anh chị, đó là SAB. Và cái xu hướng kỹ thuật này thì mình kỳ vọng trong ngắn hạn SAB vẫn là cái xu hướng sideways thôi, nó chưa thực sự vượt thoát ra thôi. Chúng ta phải liên tục follow để chúng ta đón nhận cái hệ thống chỉ báo kỹ thuật á, nó tổng kết và nó đưa ra cho chúng ta nhận những nhận định như thế nào nha. Cái dòng tiền nó hơi yếu nên là mình kỳ vọng nó sẽ khó vượt thoát cái vùng 195 này. Do vậy chúng ta đặt cái trạng thái là quan sát nhiều hơn đối với SAB. SBT thì tích cực rồi đấy nha anh chị. Mình nhắc lại là SBT tích cực do đâu? Là do một nền tích lũy tốt này, tạo ra được một cái mô hình tăng giá, tại đây. Và hai phiên, ba phiên gần đây nhất thì đã có dấu hiệu break vượt thoát. Những video nhận định trước trong tuần trước mình đã có những cái khuyến nghị các anh chị. Nếu như SBT thoát ra khỏi vùng 16.5 thì các anh chị có thể mở mua. Và các anh chị mở mua thì chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi cái hàng trở về. Đối với SBT á, thì nó sẽ gặp những cái vùng mục tiêu đầu tiên, target one, quanh vùng 17.4. Tiếp theo sẽ là mục tiêu target true quanh vùng 18.4. Và kỳ vọng mục tiêu này sẽ đạt được mức lợi nhuận 7%. Như vậy các anh chị đã mua SBT tiếp tục nắm giữ, quan sát cái ngưỡng mục tiêu cao hơn nha. Đó là xu hướng tăng trưởng, dòng tiền vẫn đang cao và liên tục đổ dồn vào SBT. Do vậy thì cái kỳ vọng và cái xác suất tích cực thì nó sẽ cao hơn đối với SBT. SSI hiện tại và những cái dòng chứng khoán thì đang có cái nhịp điều chỉnh. Tuy nhiên thì cái nhịp điều chỉnh mình đánh giá là nó không quá tiêu cực, sẽ là những cái nhịp test cung sau khi vượt thoát mà thôi nha.
Do vậy, nhịp điều chỉnh này của SSD các bạn lưu ý cái vùng sau đây, tức là cái vùng support 18.0. Nếu như thủng canh dịch chạy giảm bớt tỷ trọng, còn không thủng mà bật tăng thôi thì chúng ta tiếp tục mua tăng cường thêm đối với cái dòng chứng khoán này. Chúng ta kỳ vọng là nắm giữ đến cuối năm nha, chứ không phải là một số một chiều một hai phiên mà nó tăng được. Đó là điều rất khó đối với các cái dòng cổ phiếu. Mà các anh chị lưu ý là đối với cái dòng cổ phiếu chứng khoán này nó đang có một cái nền tích lũy đẹp lắm các anh chị. Đây là cái nền bullish rectangle. Cái xu hướng tăng trưởng nền trồng nền nó khá là ổn định và vững chắc. Tuy là nó có thể có những cái nhịp điều chỉnh tăng trưởng hơi chậm, tuy nhiên thì nó sẽ đạt được kỳ vọng đến cuối năm 2020. Như vậy thì các anh chị hiện tại vẫn an tâm nắm giữ đối với cái dòng chứng khoán STB ạ. STB thì cái ngưỡng mục tiêu kỳ vọng gần nhất sẽ là cái vùng 14.4 nha. Những cái phiên hai phiên trước thì nó đã đạt được, tuy nhiên thì cái mức độ nó không giữ được. Đến thời điểm hiện tại các anh chị đang nắm giữ STB, cổ phiếu của Sài Gòn Thương Tín, các anh chị tiếp tục nắm giữ cho mình. Cái vùng ngắn hạn các anh chị phần lưu ý sẽ là cái vùng 14.0. 13.95, 13.95 nha. Khi mà cổ phiếu không thủng cái vùng này các anh chị tiếp tục nắm giữ, còn xác nhận thủng thì các anh chị chốt lời bớt với tỷ trọng 40% và tiếp tục quan sát những cái xu hướng tiếp theo đối với cổ phiếu STB. TCB thì sao? TCB thì vẫn chưa quá sáu, các anh chị có hàng tiếp tục nắm giữ nha. Anh tiếp tục nắm giữ, cái dòng tiền hơi quá mua, do vậy thì nó cần cái nhịp tích lũy tiếp theo. Đối với TCB thì cái vùng các anh chị để ý sẽ là vùng 23.1. Nếu như giá giao dịch trên vùng này các anh chị tiếp tục nắm giữ và kỳ vọng không thủng thì các anh chị tiếp tục nắm giữ nha. Thủng 23.1 thì anh chị giảm bớt 30% tỷ trọng và cân nhắc gãy hạn xu hướng ở cái vùng 22.3 đối với cổ phiếu của TCB. TCH. Rồi, TCH thì cái này là chúng ta sẽ kỳ vọng nó sẽ chui lại cái hộp Dahavat, tức là kỳ vọng cái ngưỡng mục tiêu nó sẽ hướng lên đến cái ngưỡng mục tiêu target gần nhất quanh cái vùng 20x21 đối với cổ phiếu này. Cái nhịp này vẫn chưa tăng trưởng cao, tại vì cái nền tích lũy ở đây nó khá là nhiều. Nó sẽ rơi vào vùng đây và sẽ tiếp tục xoay quay tích lũy trong ngắn hạn. Các anh chị lưu ý cân nhắc nếu như mà cái tình huống quá xấu, khi mà chạm vào cái vùng 21x20x thì các anh chị cân nhắc giảm tỷ trọng, chốt lời bớt trong một cái nhịp xu hướng đánh ngắn của TCH nha. Dịch vụ tài chính Hoàng Hy thì nó sẽ thiên về lãi hơn, do vậy thì mình cũng không khuyến nghị các anh chị đầu tư nhiều. Đó, Vietcombank đang rất ấn tượng và tăng trưởng nha các anh chị. Đây là một trong những cổ phiếu của dòng ngân hàng, tuy hơi chậm, tuy nhiên đã lấy lại được cái sắc thái tăng giá, sắc thái tăng giá. Và cái kỳ vọng này, hệ thống chỉ báo kỹ thuật vẫn đang báo xu hướng tăng trưởng, chúng ta sẽ kỳ vọng cái target gần nhất quanh cái vùng 93 và vượt cái vùng 93 thì chúng ta kỳ vọng cái vùng 95 96 ở phía bên trên này đối với cổ phiếu của Vietcombank nha. Dòng tiền thì mạnh này, đã có cái dấu hiệu mua vào đối với các cái big boy cũng như là những cái nhà đầu tư, những cái hệ thống đầu tư lớn. Như vậy thì chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ thôi. Thì Vietcombank thì mình cũng đã có những cái khuyến nghị mua ở những cái vùng tích lũy nền quanh cái vùng 85 này nha, đối với các cái anh chị trong room đầu tư của mình. Các anh chị cần thiết hỗ trợ, cần mình quản lý hỗ trợ miễn phí thì cứ liên hệ với mình, số điện thoại 0798979648 nha, để được mình hỗ trợ miễn phí. Miễn phí nha các anh chị, chứ không phải là tốn phí hay trả phí gì đâu mà các anh chị ngại. Nha, phải kể đến là Vietcombank phải là một trong những cái ngân hàng ấn tượng nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Ngoài Vietcombank thì còn có ACB nha. Do vậy thì trung và dài hạn nắm giữ ACB hay là Vietcombank thì là một trong những cái điều mà chúng ta vô cùng an tâm để chúng ta nắm giữ. Nó đang đạt một cái xu hướng tăng trưởng và kỳ vọng vào doanh nghiệp, kỳ vọng vào ban tổ chức, ban lãnh đạo. Như vậy thì chúng ta mới tin tưởng và đặt niềm tin vào một cái doanh nghiệp tốt như vậy để chúng ta tiếp tục nắm giữ. Vinhome thì vẫn xoay quay thôi, thì mình cũng không khuyến nghị mua nhiều đối với Vinhome nha. Vinhome thì sẽ có khả năng là những phiên sau nó sẽ bật tăng lên cái vùng 79.7 ở đây thôi nha. VIX cũng vậy, thì đối với cái dòng cổ phiếu này nó thuộc về điều tiết thị trường. Những cái nhịp này nó sẽ xoay quay, nó tích lũy, nó giữ thị trường chung để các cổ phiếu như là dòng bank, dòng dầu khí lead thị trường, dẫn dắt thị trường. Khi nào nhà tàu lập muốn tạo ra những cái đà hưng phấn hơn thì mới kéo Vinhome, Vingroup tăng trưởng. Còn hiện tại chúng ta vẫn đang trong trạng thái quan sát đối với các cổ phiếu này, tránh đầu tư đối với các cổ phiếu này nha. Vietjet
hãng hàng không thì đã có những cái dấu hiệu tích cực trở lại. Khi mà chúng ta xem xét cái tình hình đại dịch nó trở nên giảm dần đối với trong nước của chúng ta, và hãng hàng không sẽ tiếp tục có những cái nỗ lực để chúng ta kích cầu cái vấn đề chuyến bay, tăng trưởng chuyến bay trở lại. Như vậy thì Vietjet, như mình đã nói các anh chị, đây là một cổ phiếu tốt về mặt cơ bản, và chúng ta kỳ vọng chúng ta nắm giữ, chúng ta tích trữ những cổ phiếu của Vietjet như thế này là rất đáng để chúng ta tích trữ. Tuy là cái giai đoạn này nó sẽ gặp khó về tình hình doanh thu và lợi nhuận trong ngắn hạn, tuy nhiên về dài hạn thì những cái động lực tăng trưởng của nó sẽ vẫn còn. Như vậy thì tích trữ dài hạn chúng ta vẫn hoàn toàn mua được Vietjet, còn những cái nhịp tăng trưởng ngắn hạn như thế này của Vietjet thì sẽ khá là rủi ro khi mở cái gap tăng, và những cái giá trị tăng đột biến như thế này sẽ gây ra cái trạng thái rủi ro ngắn hạn đối với nhà đầu tư. Do vậy khuyến nghị ngắn hạn các anh chị hạn chế tham gia. Vinamilk ạ. Thì Vinamilk có khả năng là dò đỉnh và vượt qua cái vùng đỉnh ngắn hạn. Thì như mình đã kỳ vọng á, đối với Vinamilk thì nó cần phải vượt mạnh ra khỏi cái vùng resistance kháng cự tại cái vùng 111.3. Thì khi đó chúng ta mới xác nhận một cái kịch bản tăng tiếp theo. Thì khi đó chúng ta mới có thể mở mua mới hoặc là hỗ trợ mua tăng cường đối với Vinamilk. Đến thời điểm hiện tại các anh chị vẫn tiếp tục nắm giữ và đặt cái vùng quan sát tại cái vùng 108.7. Không thủng cái vùng này các anh chị tiếp tục nắm giữ, để chúng ta có thể kỳ vọng một mục tiêu vượt thoát vắt ra đối với cổ phiếu của Sữa Việt Nam Vinamilk. Tiếp theo VPBank. VPBank vẫn đang tích cực đấy anh chị. Các anh chị thấy là nhận định VPBank cũng là một trong cổ phiếu dòng ngân hàng ấn tượng đấy. Và VPBank chỉ đang tích lũy khi mà gặp cái vùng kháng cự đỉnh cũ tại đây. Đây. Đây là cái vùng kháng cự đến cũ quanh cái vùng 25.5, 25.6. Những phiên sau mà nó break mạnh ra thì chúng ta kỳ vọng là VPBank vẫn sẽ tích cực. VPBank vẫn sẽ tích cực cho một xu hướng tăng hướng đến ngưỡng mục tiêu 27 nha. Đó là xu hướng tăng của VPBank. Các anh chị có hàng tiếp tục nắm giữ kỳ vọng còn ngắn hạn giai đoạn xấu nhất thì các anh chị sẽ ghim cái vùng support, cái vùng hỗ trợ quanh cái vùng 25.0. Thủng cái vùng này thì chúng ta mới xem xét cái việc cắt và thoát hàng trong ngắn hạn mà thôi. Hiện tại chúng ta vẫn tiếp tục kỳ vọng và nắm giữ VRE. VRE thì vẫn đang sideways trong một cái kênh giảm. VRE thì phải thực sự kỳ vọng ấn tượng khi mà nó có những cái dấu hiệu phát ra khỏi những cái vùng kháng cự tại vùng 28.2, rồi sau đó là vùng 29.0 thì chúng ta mới kỳ vọng được cái nhịp thoát ra cái kênh giảm và thiết lập nên một cái xu hướng tăng về trung hạn. Khi đó mới chúng ta mới xác nhận là tham gia. Hiện tại chúng ta sẽ đặt cái trạng thái là quan sát nhiều hơn đối với Vincom Retail. Và như vậy thì về cơ bản mình đã dành thời gian để phân tích và hỗ trợ các anh chị 30 cổ phiếu nằm trong rổ VN10. Đây là những cái chuỗi video chuyên về phân tích 30 cổ phiếu VN30. Do vậy thì nhận định những cổ phiếu tích cực chúng ta có thể tổng kết lại, đó là các cổ phiếu dòng ngân hàng như Vietcombank, STB, CTG, MB Bank, rồi ACB, đó là cổ phiếu dòng bank tốt nha. Về các cổ phiếu nhóm ngành bán lẻ thì chúng ta sẽ kỳ vọng vào cổ phiếu nào? FPT, Benzy và Thế Giới Di Động. Ngoài ra thì Hòa Phát dòng sắt thép vẫn đang còn cái xu hướng tăng trưởng, chúng ta sẽ tiếp tục đón nhận cái sự quay lại của dòng chứng khoán, dòng bất động sản để chúng ta có thể kỳ vọng và canh mua những cái video, những cái cổ phiếu tốt tiếp theo. Và những cái cổ phiếu được phân tích tốt sẽ tiếp tục mình chọn lọc và đưa ra những video phân tích nhận định phía sau, thì các anh chị chú ý quan tâm và theo dõi để có thể là tìm ra được cho mình những cái cổ phiếu tốt, những cổ phiếu ấn tượng và gia tăng được cái mức lợi nhuận trong quá trình đầu tư. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã quan tâm theo dõi video nhận định của mình, và các anh chị đừng quên nhấn nút đăng ký để có thể ủng hộ kênh, theo dõi những video nhận định mới nhất. Các anh chị cần cái tư vấn hỗ trợ quản lý miễn phí trong Rubik, liên hệ với mình qua số điện thoại 0798979648 để có thể được mình hỗ trợ trực tiếp lại. Các anh chị nhắn tin rồi mà chưa được mình phản hồi thì cứ nhắn liên tục vào, để tin nhắn nó nổi lên thì mình sẽ hỗ trợ trả lời. Tại vì mình nhận nhiều tin nhắn các anh chị, nó bị trôi xuống dưới nên mình nhiều khi nó bị miss, nó bị mất đi cái tin nhắn của anh chị thôi, chứ không phải là mình hỗ trợ không hỗ trợ các anh chị. Rồi, chúc anh chị có một trong những ngày cuối tuần thật là vui vẻ ạ.